Thưa quý khán giả, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng dần chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Tháp cũng đang nhanh chóng thích nghi với xu hướng này. Không chỉ sản xuất, các doanh nghiệp còn chủ động khai thác thương mại điện tử như một phương thức mới để mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu. Bằng cách xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến bài bản và chuyên nghiệp, một phụ nữ tại huyện Thanh Bình đang từng bước đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng. Dẫn lớp tập huấn về thương mại điện tử tại Đồng Tháp, người ta thường xuyên thấy chị Lưu Thị Mỹ Duyên như một học viên chăm chỉ. Qua mỗi khóa học, chị Duyên không chỉ tiếp thu kiến thức về kỹ thuật bán hàng trực tuyến, mà còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia và những doanh nhân thành đạt khác. Trước đó thì mình cũng có kênh truyền thống, nhưng mà mình thấy kênh truyền thống bây giờ nó không có hiệu quả với xã hội bây giờ. Bây giờ thường thì người ta mua giờ là cứ ở nhà ta cứ lướt, hoặc nhiều khi người ta nằm ngủ trên nhà tại giường ta cũng vẫn là lướt, chứ không ai mà đi tới trực tiếp hết trơn á. Nếu mình muốn tiếp cận, muốn bán được sản phẩm cho đến tay người tiêu dùng thì bây giờ mình phải chuyển đổi công nghệ, đó là sang bán online. Với tầm nhìn hiện đại, chị mạnh dạn để nhân viên thử nghiệm quay video giới thiệu sản phẩm, từ đó tạo ra những nội dung hấp dẫn và chân thực nhất về sản phẩm yến sào của mình. Để nâng cao chất lượng hình ảnh và video, chị Duyên cũng không ngần ngại đầu tư trang thiết bị chụp hình hiện đại, chuyên dụng và các phụ kiện cần thiết. Những hình ảnh và video được thực hiện tỉ mỉ không chỉ giúp sản phẩm trở nên nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, mà còn thu hút sự quan tâm của khách hàng. Trước đây em cũng rất là ngại khi mà mình lên livestream. Sau một khoảng thời gian kiểu như mình tập luyện cũng như là mình trao dồi cái kỹ năng nói, thì mình sau những cái buổi livestream thì mình sẽ rút được những cái kinh nghiệm của mình, được khách hàng kiểu như là hỏi cũng như là mua hàng, thì cảm giác của mình rất là vui khi được sự ủng hộ cũng như là sự đón nhận từ mọi người. Nhận thấy tiềm năng lớn từ hình thức bán hàng trực tuyến, chị Duyên đã chủ động nghiên cứu và lựa chọn những sàn giao dịch phù hợp để đưa sản phẩm của mình tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, chị đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao tỷ lệ đầu ra từ các sàn thương mại điện tử. Hiện tại thì về cái sàn thương mại điện tử thì mình mới tiếp cận gần đây thôi, nên nó chỉ chiếm được khoảng 15-20%, cũng là hàng ngày liên tục. Một ngày thì được có khoảng là 10-20 đơn, có ngày thì 30-40 đơn, rồi có ngày nhiều khi 5-7 đơn cũng không chừng. Mình mong muốn về cái sàn thương mại điện tử nó phát triển mạnh hơn, nhiều hơn, để ra đơn nhiều hơn. Hành trình thay đổi của Thiên Phúc Đồng Tháp không chỉ mang lại những thành công nhất định trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Đồng Tháp trên thị trường thương mại điện tử. Và người phụ nữ này cũng có thể xem như hình mẫu cho nhiều cơ sở sản xuất khác trong tỉnh, khuyến khích họ tham gia vào cuộc cách mạng số hóa, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho địa phương.